tôi luôn trốn chạy. Thằng Sa, thằng này sao mày hỏi mày không trả lời hả? Ba mày kiếm mày á cha. Mày bỏ đi đâu vậy? Trả lời thật rõ ràng. Cho tới khi giờ những rắc rối bắt đầu. Ba, ba mua cái này cho con hả? Ai nói con là con nít? Con sắp 6 tuổi rồi nha. Ba bút nhiều quá, ba bốt đi. Cái áo thun màu hồng của ba con cắt ra rồi nha, là vải may đồ cho búp bê. Bút con rồi. Ba con mà lớn kiểu này à, là nó lẻ lâu lắm rồi à. Mày nói gì vậy? Con nhỏ này. Tao tìm mày lâu lắm rồi. Làm gì đâu? Tại sao tôi phải quan tâm nó? Tôi sẽ tự đi kiếm nó. Mày phải cúng lại đàng hoàng, tao thấy con này chuyên gia dắt gái về nha. Cái này đây nè, cái chỗ này nè, mày dắt ngay cái chỗ nè đó. Ê, mày ơi, kìa mày dắt gái về hồi nào hả mày? Trời ơi trời ơi, em không bao giờ dắt gái về hết trơn. Em nhìn gái em cũng dám nhìn mà trời nói cái gì vậy trời. Tôi chết cho mấy người vừa lòng. Trời ơi, tôi nhục nhã với tổ tiên tôi quá.